Nga nâng cấp cơn ác mộng lớn nhất của NATO, oanh tạc cơ Tu-160 sẵn sàng sải cánh. Các bạn thân mến, ngày 18 tháng 12 năm 1981, một siêu máy bay ném bom chiến lược siêu thanh lần đầu tiên đã cất cánh, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Liên Xô lúc bấy giờ. Giờ đây, sau 40 năm, thiên Nga trắng Tu-160 vẫn là cơn ác mộng kinh hoàng cho cả Mỹ và NATO. Thế nhưng, cái tên Tu-160 có lẽ chỉ gắn liền với Liên bang Xô Viết hùng mạnh. Để không lãng phí món quà đắt đỏ này, người Nga đã thành công trong việc nâng cấp nó thành Tu-160M. Tạp chí The International Interest của Mỹ đã từng nhận định rằng Tu-160M dĩ nhiên là vũ khí vĩ đại tuyệt đối của không quân Nga và hiện nay đã trở thành một đối thủ đáng gờm nhất đối với các hệ thống phòng không của Mỹ khi họ không có các phương tiện để vô hiệu hóa thiên Nga trắng. Chẳng lẽ trong vòng 40 năm qua, khi công nghệ ngày càng phát triển, vậy mà không một quốc gia nào có thể xoán ngôi được nó hay sao? Điều đáng chú ý hơn, khi nhìn vào cuộc xung đột tại Ukraine, người ta rất hiếm khi thấy có sự xuất hiện của Tu-160. Lý do người Nga ít sử dụng tới loại máy bay ném bom này là gì? Chúng tôi sẽ giải đáp trong phần nội dung chính của video ngày hôm nay. Nga đang tiến hành hiện đại hóa oanh tạc cơ Tu-160 thiên Nga trắng lên chuẩn Tu-160M. Phương tiện tác chiến này sẽ trở thành cơn ác mộng thực sự đối với NATO. Mặc dù cao tuổi, nhưng loại máy bay này vẫn tỏ ra cực kỳ đáng sợ, nhất là sau khi được hiện đại hóa. Ấn phẩm Shohu của Trung Quốc nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã công bố các cuộc thử nghiệm thành công đối với phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược siêu âm thiên Nga trắng mang mã định danh là Tu-160M. Đây có thể được coi là một tín hiệu gửi tới phương Tây nhằm cảnh báo rằng Nga đã cải tiến một loại vũ khí vốn mạnh mẽ và khiến NATO lo sợ kể từ sau chiến tranh lạnh. Rõ ràng, Tu-160M sẽ là cơn ác mộng thực sự đối với Lầu Năm Góc và các quốc gia trong liên minh quân sự lớn nhất hành tinh. Tu-160 là vũ khí thời Liên Xô. Nó không hoàn toàn đáp ứng những thách thức của ngày hôm nay. Nga cần một cái gì đó hiện đại. Vì vậy, dự án Thiên Nga Trắng đã tìm thấy một cuộc sống mới và Tu-160M đã xuất hiện. Các nhà phân tích Trung Quốc nói thêm, lực lượng hàng không vũ trụ Nga hiện có 16 chiếc Tu-160 và tất cả chúng sẽ được nâng cấp. Những oanh tạc cơ nói trên chắc chắn sẽ đóng một vai trò to lớn trong các nhiệm vụ chiến đấu tương lai. Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160M vẫn là một phần quan trọng của lực lượng răn đe chiến lược Nga và có tầm quan trọng rất lớn đối với Moscow trong nhiều năm nữa. Tu-160M có rất nhiều cải tiến, trước hết là động cơ tuabin phản lực NK-3202. Và năm 2016, Kuznetsov tiếp tục sản xuất thiết bị này sau khi hoàn thành hiện đại hóa sâu. Phiên bản Tu-160M giờ đây sẽ có thể duy trì tốc độ siêu âm Mach 2 trong khoảng thời gian 45 phút và bán kính chiến đấu tăng thêm 1.000 km. Đây là những con số cực kỳ ấn tượng. Thứ hai, không giống như những chiếc Tu-160 ban đầu được thiết kế cho một cuộc tấn công hạt nhân, các máy bay hiện đại thực sự đa chức năng như đã được chứng minh trong quá trình tham chiến ở Syria. Thiên Nga Trắng có thể mang tên lửa hành trình tầm xa và tầm trung cũng như bom rơi tự do, cho phép chúng được sử dụng như cánh tay nối dài của Moscow trong cuộc xung đột thông thường ở cường độ trung bình. Thứ ba, Tu-160M nhận được hệ thống điện tử hàng không hiện đại, hệ thống điều khiển kỹ thuật số mới nhất, thiết bị định vị và ngắm bắn tối tân. Kích thước của máy bay cho phép phi công thậm chí có thể đi bộ trên đó trong những chuyến bay dài. Ngoài mở rộng đáng kể khả năng của Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, cũng như sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang phi hạt nhân, những máy bay này còn cho phép luân chuyển giữa hàng không tầm xa và hàng không hải quân Nga. Điều này thực sự có ý nghĩa khi hàng không hải quân Nga đang gặp khủng hoảng thực sự. Đó là sự thiếu hụt máy bay và sự lỗi thời của phương tiện. Đó là một vấn đề lớn liên quan đến năng lực chống tàu ngầm và tấn công tầm xa. Vấn đề lớn nhất của Nga hiện nay chỉ là tốc độ hiện đại hóa Tu-160 lên chuẩn Tu-160M còn tương đối chậm chạp. Công suất ước tính đang duy trì ở mức chỉ 1-2 máy bay mỗi năm. Hiện đại hàng đầu thế giới là như vậy, tuy nhiên điều này lại khiến người ta đặt câu hỏi vì sao Nga gần đây không sử dụng chiến đấu cơ siêu thanh Tu-160 trong cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này càng rõ khi so sánh hai loại chiến đấu cơ chiến lược, đó là Tu-160 có thể mang tới 12 tên lửa hành trình trên khoang. Và Tu-95MS chỉ mang được từ 6 đến 8 quả, tùy thuộc vào loại tên lửa hành trình và những cải tiến trên máy bay ném bom.
Câu hỏi đặt ra là người Nga có thể gặp vấn đề gì với Tu-160 và tại sao Ukraine từng từ chối chúng? Quay ngược dòng lịch sử, vào thời điểm Liên Xô tan rã, tất cả những chiếc Tu-160 của Liên Xô sau đó được chuyển giao cho không quân Ukraine đều tập trung tại trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng cận vệ 184, khi đó đóng tại sân bay Prisluki của tỉnh Chernihiv, Ukraine. Vấn đề đầu tiên với việc bảo dưỡng những chiếc máy bay này đã nảy sinh ngay từ đầu. Chỉ 25% thành viên các đoàn bay và 60% nhân viên kỹ thuật thề trung thành với Ukraine. Sau đó, Liên bang Nga nhằm mục đích có được những chiếc chiến đấu cơ này bắt đầu có một số động thái. Cục thiết kế Tupolev từ chối nghĩa vụ bảo dưỡng Tu-160 của không quân Ukraine và việc thiếu kỹ thuật viên máy bay trong nước làm trầm trọng thêm vấn đề này với Kiev. Sự chủ quan của giới lãnh đạo quân sự, chính trị của Ukraine vào thời điểm đó cũng đóng vai trò. Khi ấy, người ta tin rằng Ukraine không có cơ sở huấn luyện cho phi hành đoàn Tu-160 và họ không có những nhiệm vụ đòi hỏi phải có những chiến đấu cơ này. Tất cả những điều đó cuối cùng đã dẫn đến giai đoạn năm 1999, Ukraine chuyển giao máy bay và tên lửa cho Nga để đổi lấy khí đốt tự nhiên, điều mà người Ukraine đến nay vẫn vô cùng hối tiếc. Việc so sánh thực tế là vào năm 1995 sang thực tế năm 2022 có thể không phải hoàn toàn phù hợp, nhưng có một số vấn đề mà phi đội Tu-160 của Nga vẫn đang gặp phải. Điều đầu tiên là về kích cỡ của đường băng. Sân bay ở Prisluki, tỉnh Chernihiv, Ukraine là nơi đầu tiên Tu-160 được vận hành. Và tại sân bay này, chiều dài đường băng được kéo dài lên tới 3.000 mét, bởi loại chiến đấu cơ chiến lược này có quán tính rất cao khi hạ cánh. Nói đơn giản là máy bay có nguy cơ lăn khỏi đường băng do lỗi của phi công. Một chi tiết khác là thực tế đã chỉ ra rằng tốt hơn hết là không nên gập cánh trên Tu-160 thành góc quét 60 độ để tiết kiệm không gian trong bãi đậu. Đó là lý do tại sao người Nga chỉ đỗ những chiếc Tu-160 với đôi cánh xòe ở góc quét 20 độ, khiến chúng chiếm rất nhiều không gian tại sân bay. Tất nhiên, sẽ có nhu cầu rất lớn về thiết bị phù hợp tại các sân bay khi phân tán máy bay chiến đấu Tu-160 ở Nga. Cụ thể là phải mất 64 giờ cho công tác chuẩn bị để một chiếc Tu-160 cất cánh và cần từ 15 đến 20 phương tiện đặc biệt cho các mục đích khác nhau, bao gồm ô tô có máy điều hòa không khí di động, ít nhất 3 bộ nạp nhiên liệu TZ-60 và thiết bị thấm nitơ nhiên liệu, xe buýt nhỏ có hệ thống thông gió để chở bộ đồ bay cao của phi hành đoàn. Tiếng ồn trong quá trình chuẩn bị cho máy bay có thể lên tới 130 dB và tiếng ồn từ khi khởi động động cơ phụ dường như vượt quá ngưỡng đau tai tới 45 dB. Rất khó để nói liệu không quân Nga hiện có sử dụng một đoàn xe như vậy để chuẩn bị cho những chiếc Tu-160 thực hiện các chuyến bay hay không. Trên các hình ảnh vệ tinh hiện tại, chúng ta có thể thấy rằng có rất ít thiết bị được sử dụng để chuẩn bị cho Tu-95MS cất cánh. Và thực tế là người Nga sử dụng loại chiến đấu cơ chiến lược này thường xuyên hơn. Một khía cạnh kỹ thuật khác của Tu-160 đáng chú ý là động cơ NK-32 của chúng. Trong những năm đầu tiên hoạt động, đôi khi những động cơ này rất khó khởi động. Đó là lý do tại sao trong quá trình phát triển Tu-160 ở Prisluki, việc thay đổi tổ lái thực hiện cả khi động cơ máy bay đang bật, về cơ bản là một kiểu dừng chân. Một nguyên nhân khác, ít nhất là trong những năm đầu tiên Tu-160 phục vụ, tổ hợp phòng thủ trên máy bay thường xuyên gặp sự cố, bao gồm các phương tiện chiến tranh vô tuyến điện tử. Rõ ràng, người Nga đã tạm thời ngừng sử dụng các chiến đấu cơ này để tiết kiệm nguồn lực. Nga đã không chế tạo oanh tạc cơ nào mới hoàn toàn kể từ sau năm 1992. Trong đó, dây chuyền sản xuất dòng Tu-160 đã đóng cửa vào năm 1995. Nước này từng xuất xưởng một số máy bay Tu-160 trong giai đoạn 2002-2017, nhưng đều dựa trên những khung thân chế tạo đang dở từ trước. Bộ Quốc phòng Nga chỉ quyết định khởi động lại dây chuyền chế tạo mới dòng Tu-160 vào năm 2015, trong bối cảnh dự án chiến đấu cơ tàng hình PAKDA bị đình trệ và thiếu ngân sách. Hôm 23 tháng 12, Chủ tịch Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga Yuri Ryusak đã thông báo nhà máy sẽ bàn giao chiếc Tu-160 đầu tiên được chế tạo mới hoàn toàn kể từ năm 1992 cho không quân Nga trong năm nay. Tu-160 là chiến đấu cơ siêu thanh có sải cánh và khối lượng rỗng lớn nhất từng được chế tạo. Nó được đặc biệt danh là Thiên Nga Trắng nhờ lớp sơn có khả năng phản xạ tia phóng xạ và khả năng cơ động hiếm có đối với một máy bay ném bom.
phiên bản hiện đại hóa Tu-160M được trang bị hệ thống tự vệ tích hợp, thiết bị liên lạc và động cơ đời mới, cùng nhiều vũ khí tối tân nhằm tăng cường khả năng tiến công tầm xa có độ chính xác cao. Quân đội Nga khẳng định uy lực của Tu-160M cao hơn hẳn so với biến thể Tu-160 nguyên bản. Thưa các bạn, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã đưa nhiều loại vũ khí hiện đại vào tham chiến. Tuy nhiên, vẫn còn có những vũ khí nguy hiểm hiện chưa xuất trận. Trên chiến trường Ukraine, các nhà quan sát vũ khí cho thấy phía Nga vẫn chưa đưa một loại vũ khí được mệnh danh là sự khiếp sợ của bộ binh lẫn các thiết bị bay tốc độ thấp. Đó là 2S-38 Derivatsiya PVO. 2S-38 Derivatsiya là pháo phòng không tự hành mới của Nga, được thiết kế để thay thế hệ thống tên lửa súng phòng không 2S-6 Tunguska đã có trong trang bị từ những năm 1980. 2S-38 Derivatsiya có thể tạo ra một lá chắn bởi một trận mưa đạn nổ tung cùng các mảnh đạn trong không khí, chống lại các mục tiêu trên không, thậm chí có thể tấn công các tên lửa, pháo cỡ lớn đơn lẻ hoặc là chống bộ binh. Mô hình này ra mắt lần đầu tại Diễn đàn Quân sự Quốc tế Army 2017. Hiện mẫu chiến đấu đã qua thử nghiệm dã ngoại nhiệt độ thấp tại Zhinye Novgorod và qua thực chiến tại chiến trường Syria. Xe chiến đấu 2S-38 Derivatsiya dựa trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3, được trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa gắn pháo 2A90 cỡ nòng 57mm và một súng máy 12,7mm gắn bên ngoài. Nó bao gồm tổ hợp pháo phòng không ZAK-57 do Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương thiết kế trên khung gầm BMP-3. 2S-38 Derivatsiya có thể sử dụng cả loại đạn 57mm hiện có, cũng như đạn xuyên giáp và đạn điều khiển điện tử, dẫn đường và kích nổ từ xa như các nước phương Tây đang sử dụng, giúp tiết kiệm chi phí và mang lại sự đa dạng trong phương thức tác chiến. Pháo 57mm có tốc độ bắn 120 viên một phút, có thể tấn công các mục tiêu bay với tốc độ tối đa là 1.800 km/h, với khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không ở cự ly tối đa từ 6 đến 8 km. Người Nga thậm chí còn tự tin rằng, trong một số trường hợp, loại pháo tự hành này có thể tiêu diệt mục tiêu chỉ với 2 phát bắn. Đây được coi là thông số ấn tượng, vì nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên không thường được phó thác cho pháo cao tốc hoặc là tên lửa dẫn đường. Với tốc độ bắn cao, 2S-38 Derivatsiya có khả năng bắn hàng loạt đạn và kích nổ tất cả đạn đồng thời, đám mảnh đạn quét sạch bất kỳ máy bay không người lái nào bay tới từ bầu trời. Xét về tầm bắn, loại khí tài này có thể so sánh với tên lửa chống tăng UMTS dẫn đường bằng laser của NATO, cũng như các hệ thống đạn thông minh Roketsan, MAMC và MAML được không quân Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng ở Trung Đông. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.